Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em và các bạn thân thương. Lại mình live stream sớm để cho anh chị em các bạn thấy một cái đề tài rất là hay. Anh chị em các bạn thấy ở bên Mỹ đó, đời sống ở bên Mỹ, cái gì cũng phải đóng thuế, cũng phải trả những cái lệ phí. Đấy, đây là một cái bưu điện. Mình không có cho các bạn coi cái địa chỉ là cái chương mục số mấy. Anh đang thông cảm anh chị em các bạn thấy không? Ở bên Mỹ đó xài điện có 7 đồng tháng thôi. Các bạn thấy không, cái chỗ mà nó để là energy energy charge, energy charge thì có 7 đồng lẻ 5 thôi. Đấy, có 7 đồng lẻ 5 thôi, mà trong khi đó tiền thế nè, thế thành phố nè, thế county nè, rồi thế thế thành phố nè, thế quận nè, rồi tiền nó tiền mà gọi là tiền sơ bịch đó. Chào anh chị em các bạn, tiền mà sơ bịch có nghĩa là tiền nó đem điện đến cho mình đó, rồi cái tiền mà điện á nó mở điện cho mình nữa là 30 đồng, rồi cái tiền mà hàng tháng nó cho mình đó. Các bạn biết cái tiền hàng tháng mà nó cho mình 10 đồng đó, nó tùy theo cái số điện mà mình xài nhé. Nếu mình xài nhiều á nó sẽ cho mình nhiều lên. Các bạn thấy không, đủ thứ hết. Chào Minh Vũ, chào Huy Nguyễn. Các bạn thấy ở bên Mỹ đó, cái gì nó cũng 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 phải đóng thuế, phải trả nợ hết trơn á. Và công ty đó, các bạn là những người Việt Nam, các bạn sống ở trong nước, những cái người dân mà trung lưu ở trong nước á, các bạn thấy những người lao động phổ thông á, hay là dân, nói cho dân trung lưu đi, được chính sách ưu đãi của đảng và nhà nước rất là tuyệt vời. Cho nên các bạn nhiều khi tôi thấy có một số người trong nước lên trên này than phiền, tại sao ông nhà nước Việt Nam không làm cái này cho tôi, không làm cái này cho tôi. Các bạn thấy ở Mỹ không, cái gì nó cũng phải ông chính phủ, tôi nói là ông đem tới cái gì cho người dân, hay bất cứ những công ty nào tư nhân cũng vậy, nó đem tới cho người dân là bắt đầu nó phải thu thuế, nó thu những cái tiền, những cái khoản thu chi của nó đè trên đầu dân, những cái dân khác mình phải trả thôi. Các bạn thấy xài tiền điện chỉ có 7 đồng để năm thôi, xài điện đó, xài điện có 7 đồng để năm, mà trong khi đó phải trả lệ phí này lệ phí kia cộng lên cái hóa đơn, cộng lên cái hóa đơn là 51 đồng 37 sen. Cái này tại vì cái nói các bạn biết điện này là không, cái nhà nó không có ai ở, cho nên nó điện mình chỉ để đốt đốt đèn thường thôi đó. Mình chỉ để đèn cho nó sáng vậy thôi, mà hãy xài càng nhiều lên, trả tiền thuế nè, tiền thuế quận nè, thuế thành phố nè, rồi tiền sơ bịch là tiền những cái mà nó phục vụ mình á. Hello chào Nancy. Thì các bạn thấy ở đất Mỹ đó, cái gì nó cũng phải tốn kém, cái gì nó cũng phải đâu qua đó, mà người dân người ta sống đó, người ta thực thi, người ta chấp nhận, chứ không phải giống như dân mình. Lại mình muốn chia sẻ để bà con trong nước, nhiều khi mình đừng có nghe lời mấy cái thành phần chống cộng cực đoan, mấy cái đám bao que xỏ lá, cái thành phần ô hợp đó, nó lên trên này nó cho quý vị ăn cái bánh vẽ, rồi mình đó mà cái mình quay ra mình bất mãn, mình chống phá nhà nước, thay vì mình góp phần xây dựng tổ quốc ngày một giàu mạnh lên, ngày một phú cường lên. Hello chào cha vương cha vi, phú cường thịnh vượng lên. Nó còn nhiều thứ lệ phí và cuộc sống ở bên Mỹ lắm anh chị em các bạn ơi. Các bạn biết người dân Mỹ làm cái gì, người ta đó nó gọi là phí, thuế chồng thuế, chứ không phải giống như các bạn nghĩ ở trong nước đâu. Hiện nay cái những người mà phải đóng lệ phí, mà những cái người mà phải đóng thuế đó, là đại đa số ở trong nước mình đó, là những cái dân mà kinh doanh, đại đa số những dân kinh doanh lớn. Ông nhà nước mình ổng cũng khôn lắm, ông đập là ông đập mấy cái thằng mà kinh doanh lớn thôi. Còn những cái thành phần mà kinh doanh nhỏ lẻ được ưu đãi nhiều lắm, được ưu đãi khủng khiếp luôn, đâu có phải bị áp bức hay là bị nhà nước đến đó phải làm khó làm dễ gì, thiếu một đồng tiền. Chào anh Long Thủy, chào anh Nhàn, chào anh Chim các bạn. Nhiều khi thế thì thiếu một đồng một xu hay gì đó là phải quay qua đó để đặng mà đòi cho được cái tiền thuế. Anh chị em các bạn thấy cái người dân mình, tôi về tôi thấy được ưu đãi khủng khiếp luôn, tại vì tôi cũng làm kinh doanh trong nước, tôi cũng đầu tư, tôi biết mà. Các bạn biết hồi đó tôi làm nhà máy nước rồi, bây giờ tôi làm bên nông nghiệp cũng vậy. Chào anh Đông Thủy lần nữa, chào anh Nhàn lần nữa. Các bạn thấy
các bạn được thừa hưởng. Ngay cả tôi có, tôi nói tôi có thằng em nó làm bên sở thuế, nó đi thu thuế đó anh chị em các bạn, nhiều khi thấy nó thấy tội không kìa, nhiều khi nó phải bỏ tiền túi ra nó bù vô, tại vì nó thu, nó đi thu thuế cho mấy người người ta bán nhỏ lẻ đó, bán quán nhỏ nhỏ, nhiều khi người ta than bạn khi nó thôi nó lấy cho có tượng trưng thôi, nhiều người họ than vãn xong rồi nó móc tiền túi nó bù vô đề để bây giờ nó la hoài. Nhưng mà có cái thằng này nó đạo đức mà nó nhân nhân từ, nó làm ăn nó cũng được bà con thương mến, nó buôn bán tạp hóa cho nên đời sống của nó không đến nỗi tệ. Bây giờ anh chị em các bạn thấy sống ở đời ăn ở có đức mặc sức mà ăn, ăn ở phải trời thương sẽ ban cho mình ăn không hết. Còn mà kiểu lưu manh giả danh trí thức, lưu manh lô phượng lô chào cô qua, các bạn thấy còn kiểu mà lưu manh lừa đảo lừa gạt lên trên mạng này, rồi ăn được bao lâu, rồi sống được bao lâu, rồi cuối cùng danh tiếng danh vọng và cái uy tín của mình bị người đời phỉ báng sỉ nhục. Các bạn thấy không? Ở sống ở trên đời cái gì cũng vậy, nó có quả báo hết đó. Cho nên mình sống phải làm người tốt. Chúng ta muốn có một đất nước tốt, một chính quyền tốt, chúng ta phải là những công dân tốt. Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho mình, mà mình hãy hỏi rằng mình đã làm được gì cho tổ quốc chưa. Các bạn thấy không? Ở xứ Mỹ đó, cái gì cũng phải trả thuế, trả tiền lệ phí này phí nọ. Các bạn biết đi vô mua một cái ổ bánh mì cũng phải đóng thuế, mua một gói thuốc hút cũng phải đóng thuế, mua một chai bia chai rượu cũng phải đóng thuế. Cái gì cũng vậy mà người ta đã trở thành cái kỷ cương rồi, cái xứ người ta rồi. Các bạn thấy họ làm như vậy họ trở thành cái kỷ cương rồi, thiếu một xu cái thằng sở thuế nó cũng đòi gian lận nó một xu thôi nó cũng bắt bỏ tù chứ không phải là giỡn đâu. Mà trong khi đó cái chính sách ưu đãi của đảng và nhà nước Việt Nam các bạn thấy rất là tuyệt vời, người làm nông cũng vậy, được ưu đãi coi như là 100%. Mà các bạn đi làm kinh doanh ở Việt Nam cũng vậy, tôi nói nhiều khi các bạn còn lách luật qua mặt ông nhà nước, ông biết chứ không phải ông biết, nhưng mà cái gì ông cho qua được là ông cho qua. Các bạn thấy chỉ có những thành phần nào nó cố đấm ăn xôi, nó tìm cách nó quậy phá mới bị lôi ra luật pháp luật thôi. Bởi vì Lệ Minh muốn chia sẻ để truyền những em chào anh Cầm, chào anh Chim các bạn trong diễn đàn, chào anh Siêu. Cho nên các bạn thấy ở quê hương của mình, đất nước của mình đang đổi mới và phát triển, đảng và nhà nước đang đưa ra những cái luật, những cái pháp luật để cho nó tốt hơn và nó tốt hơn. Các bạn biết người hàng triệu người ăn nên làm ra, chỉ có một số nhỏ nào đó họ tham và họ đòi hỏi cái này đòi hỏi cái kia, cho nên nó tạo ra những cái nan đề thôi, và cũng sẽ dần dần cũng sẽ được được thay đổi và được giải quyết một cách thỏa đáng. Các bạn nhìn thấy cái vấn đề bên Thủ Thiêm hay là những vấn đề đất đai cũng vậy, nhiều khi người dân họ bức xúc họ chưa hiểu thì cơ quan nhà nước người ta đi vào cuộc để đặng mà người ta giải thích để cho người dân họ thấu đáo và hiểu về pháp luật và quyền lợi chung và ích lợi chung hơn. Đấy, chiều nay tôi sẽ like cho anh chị em các bạn xem cái con đường ở trước nhà tôi và nó đi ra ngoài kia. Bữa nay mấy hôm nay trời mưa gió bão nhiều quá, hôm mấy cái đợt mưa vừa rồi đó anh chị em các bạn biết đó, nó bị lún sâu rồi đủng lỗ, bây giờ mọi người phải tự sửa lấy chứ đâu có phải kêu ông nhà nước ra đó làm cho mình đâu. Tại vì cái đó là mình chọn mà. Các bạn thấy ngay cả cái đường ống cống và những cái đường đi bắt cái cầu đi qua đồ cũng vậy, tại vì mình đi ra đó mình ở, mình chọn cái vùng đất cái khu đất đó mình ở và mình muốn tốt thì mình phải tự làm chứ đâu phải ông chính phủ lúc nào ông cũng ra đó ông làm cho mình, ông lót ổ cho mình ra đó mình đẻ đâu. Các bạn bên Mỹ nên nhớ rằng ông chính phủ ông không có làm sẵn cho dân đâu, là những cái tuổi tư bản nó ra đó nó đầu tư nó làm lên rồi nó mới kêu gọi những cái nó mới gọi là nó quảng cáo cho những người khác, người ta đến người ta mua mua rồi nó tạo nên sầm uất rồi ông chính phủ ông thu thế. Đấy, thành ra Lợi Minh thấy cái đề tài này hay cho nên Lợi Minh chia sẻ để anh chị em các bạn thấy đời sống ở bên Mỹ cái gì cũng phải trả tới nỗi anh chị em các tôi nói anh chị em các bạn biết đó, tới nỗi mà người chết rồi đó còn phải đóng thuế chứ không phải là không đâu. Các bạn biết
mua cái hòm cũng phải đóng thuế, đi vô làm cái đám tang ở trong cái nghĩa trang, cái chỗ nhà hoàng của mày cũng phải đóng thuế. Cái gì nó cũng phải đóng thuế hết, các bạn biết nó gọi là tax. Những cái người người ta làm về kinh doanh rồi lĩnh vực đó cũng phải đóng thuế. Cái pháp luật của Mỹ mà nó có một cái khuôn khổ pháp luật, tôi nói chỉ thuế thôi nha, chưa nói về những cái luật lệ khác mà phải đưa ra nữa. Cho nên lại mình muốn giải thích cho anh chị em các bạn thấy ở bên này á, nếu mà mình mở điện á, mà mình không có mình mở điện mà mình không có giống như là đủ cái mình không có xài cái hãng điện đó hồi nào giờ đó, là mình giờ mình lại đó mình mở đó, nó phải bắt bạn đặt cọc 300 đô, 290 đô, các bạn thấy không? Phải đặt cọc để đặng mà nó dằn cọc đó. Nếu mà mình không trả tiền điện đó, nó sẽ lấy tiền tiền cọc đó nó khấu trừ qua, và cho đến khi nào mà mình không trả nó đúng cái hạn đó thì các bạn biết nó sẽ tự động nó cắt điện. Ở Mỹ mà nó đâu có cái tính cách giống như nhân đạo giống như Việt Nam, tại vì nó làm cái gì cũng phải luật hết, luật 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 tất cả mọi thứ đều phải đi vào trong cái khuôn khổ pháp luật. Anh chị em các bạn thấy đó, đây là một cái sự việc mà lại mình thấy nó hay, cho nên để chia sẻ để bà con hiểu được cái sự khác biệt giữa Mỹ và Việt Nam, để chúng ta có một cái lối sống và một cái nhìn về về xã hội ngày một nó tốt hơn, nó không gì. Cái bọn chống cộng cực đoan ở bên Mỹ nó cho quý vị ăn cái bánh vẽ, nó vẽ rồi lên đó ngồi rồi cái khóc, cứ nói trời ơi ông cộng sản không giúp tôi cái này, không giúp tôi cái kia, không lo tôi cái nọ. Tôi thấy cuộc sống ở Việt Nam bây giờ nó rất nhiều nhiều công ăn việc làm lắm, mình phải chịu khó mình làm thôi, chứ không ai mà ban cho, ngồi đó cứ chờ ông nhà nước ban cho mình thì bao giờ mới khá nổi. Làm sao mà khá, mình phải đổ mồ hôi sốt con mắt ra, mình phải làm, mình phải cần cù, mình phải siêng năng. Các bạn thấy có những đứa trẻ nó nhiều khi nó học hành không thấy đâu, nhưng mà nó có cái đầu óc sáng kiến rất là hay, và cái phương tiện bây giờ nó rất là tốt. Cái phương tiện bây giờ là người ta tiếp cận được những cái khoa học kỹ thuật cao, những cái là công nghệ cao đó. Bây giờ những cái đứa mà nông dân thôi, nó chỉ học tới lớp 9, lớp 10 thôi, nhiều khi nó học không tới nơi nữa, mà nó có thể sáng chế ra, nó tìm tòi, nó mài mò ra, nó sáng chế ra được cái máy để làm cà phê, cái máy để hái cà phê, hay là cái máy cày để làm sao mà cắt 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 hái cắt cỏ rồi cắt hái 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 trái cây. Rồi các bạn, những cái máy tưới nước, các bạn thấy bây giờ thời buổi bây giờ cái sự tiến bộ của con người nó không phải như ngày xưa, nó không có bị giới hạn nữa, nó không bị giới hạn bởi cái kiến thức, cái học vị nữa. Các bạn biết trình độ học trình cái kiến thức của con người ta ngày nay đó, nó không còn bị ràng buộc bởi cái học vị. Anh phải học có cái bằng cấp, cái học vị nó chỉ để giúp anh tiến thân thôi, nó chỉ để giúp anh, để chứng minh cho anh là một người đã được đào tạo bài bản, và anh là một người có một cái lĩnh vực chuyên môn về học vấn đó để anh làm công việc. Các bạn thấy không? Để anh làm công việc sản xuất, là anh làm công việc góp phần trong công cuộc xây dựng đổi mới phát triển đất nước. Cái đó là cái học vị của mình, nó giúp cho mình để mình tiến thân mau lẹ hơn. Còn những người người ta không có học vị, nhưng mà khi có cái cơ hội, các bạn thấy họ tìm tòi, họ mài mò. Có những bác nông dân người ta già nua nhưng mà người ta cũng ngồi, người ta mài mò ra, người ta làm ra những cái máy này, những cái máy nọ để đặng mà phục vụ trong đời sống nhân dân, trong đời sống lợi ích của xã hội. Các bạn thấy rất là hay, đất nước mình ngộ lắm phải không các bạn? Vài hôm nữa tôi về, tôi sẽ đi nhiều nơi, tôi sẽ quay những gì tôi nói ở bên Mỹ, và tôi sẽ nói Việt Nam. Tôi biết rằng các bạn sống ở trong nước Việt Nam, và tôi sẽ nói để cho những kiều bào người ta thấy, người ta sẽ nhìn về quê hương, người ta sẽ ủng hộ quê hương ngày một nhiều hơn, để đáp ứng cái nghị quyết 36, cùng nhau xây dựng đất nước, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng hơn. Tôi thấy đất nước bây giờ Việt Nam mình
đã và đang đổi mới phát triển từng ngày từng giờ, rất 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 là tuyệt vời. Cho nên chúng ta là những người dân, chúng ta cần phải thượng tôn pháp luật và biết phấn đấu vươn lên. Thôi thì Lê Minh chỉ chia sẻ với anh chị em các bạn một chút như vậy. Bên này sáng, tại Lê Minh mở ra thấy cái hóa đơn, thấy nó hay hay, cho nên muốn like để đặng chia sẻ với anh chị em các bạn, để chúng ta thấy rằng cái cuộc sống ở xứ người nó có những cái sự mưu toan, những cái tính toán và những cái mà luật pháp và những cái mà cuộc sống nó ràng buộc như thế nào. Nó đâu phải đơn giản như những thành phần mà chống cộng cực đoan ở bên nước ngoài, tụi nó hát bài ca cậu cá đâu, nó không phải như vậy đâu, nó không có đơn giản như vậy đâu anh chị em các bạn. Người ta, ông bà mình có câu mà, tiền nhân mình có câu mà, muốn ăn thì lăn vào bếp, muốn chết thì lết vô hồn, chỉ có vậy thôi. Thôi thì chúc bà con ở quê nhà một một đêm an bình, và bà con kiều bào hải ngoại một cuộc sống mới, một ngày mới trong công việc mới, nhiều hạnh phúc và niềm vui, nhiều may mắn, chỉ vậy thôi. Mỗi ngày Lợi Minh chỉ muốn like làm sao để góp phần nhỏ bé của mình trong cái công cuộc và kêu gọi bà con kiều bào hướng về với quê hương tổ quốc, đặt niềm tin nơi đảng và nhà nước, nhất là trong cái nghị quyết 36. Đó là một cái sự hứa hẹn cho bà con kiều bào trở về với quê hương đất nước để cùng nhau mà hưởng trọn cái niềm vui của quê hương, để nhìn thấy đất nước đổi mới và tìm những cái cơ hội mình làm ăn. Tại sao quê hương của mình mà mình không về để mình làm ăn? Tại sao ở mình sang xứ người ta mình cũng ăn nhờ ở đậu đó, dù có làm chủ cái này làm chủ cái kia nhưng mà cũng ở xứ người ta thôi. Mình có quê hương của mình cần phải về, mình phải có một cái mảnh đất, một cái nhà, một cơ sở tạo công ăn việc làm cho người khác. Các bạn thấy không, rất là tuyệt vời. Về đó không nơi nào bằng quê hương của mình hết anh chị các bạn. Home sweet home, no place like home. Home của mình là, tôi nói anh chị các bạn rất là tuyệt vời, mà các anh chị các bạn không không biết nhìn về, không biết nhớ về, không biết nghĩ về thì là một cái sự sai sót đấy. Thành ra Lợi Minh chỉ chia sẻ để anh chị em các bạn thấy, với chia sẻ những cái kinh nghiệm và mà Lợi Minh đã về sống ở quê hương 10 năm rồi. Nay là 10 năm rồi anh chị em các bạn. Thì thấy đó, rất là tuyệt vời, không có gì bằng hết. Trong mặc dù cái xã hội nó cũng có mặt trái và mặt phải của nó, nhưng chúng ta cần phải nhìn những cái mặt phải, những cái tích cực để mình phấn đấu và mình vươn lên. Các bạn thấy chính sách phát triển và đổi mới của Đảng và nhà nước ngày một tốt hơn và tốt hơn. Pháp luật cũng vậy, ngày một nó kỷ cương hơn và nó đi vào trong cái khuôn khổ hơn, để cho xã hội nó ngày một nó được trật tự hơn. Các bạn thấy trên cộng đồng mạng này, bắt đầu đầu năm 2019 luật an ninh mạng sẽ ra đời đấy, là thì các bạn sẽ thấy sẽ được áp dụng vào trong cộng đồng không gian mạng này, thì nó sẽ giảm bớt đi những cái tiêu cực của cái xã hội Việt Nam, của một số người họ lợi dụng Facebook để đăng mà họ trục lợi, họ câu like cho kênh, họ dùng rất là nhiều những cái nick giả để đăng mà họ tạo ra những cái mâu thuẫn lẫn nhau. Các bạn thấy thì cái luật pháp Việt Nam mình từ một cái sự gọi là lỏng lẻo thì nó sẽ đi đến một cái sự thắt chặt hơn, nó sẽ đi vào cái khuôn khổ hơn, chứ nói thắt chặt thì không đúng, nó sẽ đi vào cái khuôn khổ hơn. Tại vì mình đi từ một quốc gia với một con số không, mọi thứ mình phải đi từng bước và từng bước làm sao cho nó phù hợp với lại lòng dân, mà người dân họ họ hiểu được, mà họ không bức xúc, họ không hoang mang. Nếu tôi nói bây giờ luật pháp Việt Nam mà đùng một cái áp dụng giống như kiểu Mỹ vậy thì người dân Việt Nam họ không hiểu và họ không biết, họ sẽ cảm thấy hoang mang và họ sẽ cảm thấy bức xúc, họ cảm thấy mất đi cái niềm tin nơi những người lãnh đạo, và sau đó thì những cái thế lực thù địch, tụi chống cộng cực đoan ô hợp nó sẽ nhảy vào, nó sẽ lợi dụng những cái sơ hở đó, nó sẽ xuyên tạc, nó sẽ chống chống phá.
Cho nên những người lãnh đạo ở Việt Nam các bạn nhìn thấy người ta đi 5 năm, 10 năm, những cái đường lối và những cái phương hướng người ta đi rất là xa để làm sao cho nó phù hợp với người dân. Các bạn nên nhớ rằng ông bà mình cũng có những cái câu châm ngôn hay là những cái cách mà người ta làm mà để truyền miệng lại nó rất là hay. Người ta nói là uống tre uống từ hồi nó còn mới mọc măng lên là người ta bắt đầu uống nó rồi. Thế thì bây giờ cũng vậy, mình bắt đầu mình phải uống từ từ nó mới đi vào trong cái khuôn khổ pháp luật. Khi người dân nó đi vào trong cái khuôn khổ pháp luật hết thì mọi sự nó sẽ giống như một cái bộ máy mà nó những cái bánh xe nó ăn khớp với nhau và những cái trục của nó được ăn khớp với nhau thì các bạn thấy nó đồng hành đồng với nhau nó đi rất là tuyệt vời. Thì lúc đó ai lợi dụng pháp luật, ai lợi dụng không gian mạng để đặng mà làm hại đến an nguy quốc gia hay là những cái quyền lợi của người khác thì sẽ bị trừng trị. Chào anh Alan Phạm, chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Cho nên rất là tuyệt vời anh chị em các bạn. Tôi thấy là với sự lãnh đạo của Đảng và Việt Nam hôm nay rất là tuyệt vời. Tôi rất là tin tưởng, phải nói là tôi vô cùng tin tưởng và tin tưởng tuyệt đối cái sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Tôi sống ở một cái xứ tư bản mấy chục năm rồi. Các bạn biết họ làm việc vì bởi những cái nhóm lợi ích của họ. Họ bị chi phối bởi những cái nhóm là quyền lợi lợi ích của họ. Nhưng mà Đảng và nhà nước chúng ta của mình ở Việt Nam các bạn thấy người ta làm việc vì dân tộc, vì tổ quốc, vì quốc gia, vì vận mệnh quốc gia, tổ quốc và dân tộc. Các bạn thấy không? Khi mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vì vận mệnh đất nước, vì sự an nguy của đất nước, Bác Trọng được thay thế được bởi Quốc hội thay thế đúng lúc, đúng nơi, đúng cái thời điểm để đặng mà lái cái con thuyền vận mệnh đất nước đi cho nó hoàn chỉnh hơn. Rất là tuyệt vời và luôn luôn lắng nghe tiếng của dân. Các bạn thấy ở một cái quốc gia nào như Việt Nam mình không? Chỉ có 100 đô chuyện dân sự thôi mà một người thủ tướng ở trung ương lắng nghe mà nhìn xuống và kêu gọi cái địa phương đó để đặng giải quyết làm sao cho hợp lòng dân, cho đúng, cho cái hợp lòng dân mà tình người nữa. Các bạn thấy không? Tuyệt vời. Một cái quốc gia, những người lãnh đạo ở trung ương người ta làm việc luôn luôn vì dân, vì nước, vì tổ quốc, vì lợi ích quốc gia. Rất là tuyệt vời anh chị các bạn. Ở bên Mỹ này mà các bạn mà dân thường đó, tôi nói dân thường mà muốn nghe mà muốn gặp được một cái thằng nghị sĩ hay là cái thằng dân biểu hơi bị khó đó. Nó đi ra nó có bảo vệ, muốn gặp ông tổng thống cũng khó nữa. Muốn gặp ông tổng thống các bạn biết là phải hẹn phải mà đâu phải là dễ đâu. Ở Việt Nam của mình một người chủ tịch nước, một người bí thư của đất nước đi chợ, xách túi cũng đi chợ bình dân và giản dị như mọi người thôi, đâu có phải sợ và sẵn sàng trò chuyện với dân. Các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời. Các bạn tưởng đâu cái đất Mỹ những cái bọn tư bản, những cái bọn chính trị gia là nó lúc nào cũng ngồi nghe nghe những cái người dân cu đen ở dưới rồi. Không có đâu. Những cái dân lao động ở dưới người ta phải làm cày bừa để đặng mà mưu toan cái cuộc sống. Đâu phải giỡn đâu anh chị em các bạn. Cái xứ tư bản mà tiền tiền money talk, nó gọi là money talk. Các bạn có bao giờ nghe tiền mà nó nói chuyện được không? Tiền nó nói chuyện khủng khiếp, nó chứ không phải giỡn đâu. Nó là sức mạnh mà, nó là sức mạnh của cái bộ xứ tư bản này mà, nó là sức mạnh của cái chính trị ở bên Mỹ này mà. Cho nên Lợi Minh chỉ lên trên này không phải là bè phái hay kêu gọi người này người kia theo Lợi Minh cả. Tôi luôn luôn kêu gọi anh chị các bạn phải sống thượng tôn pháp luật, phải đi theo đúng đường lối của Đảng và nhà nước, chủ trương của Đảng và nhà nước đề ra. Chúng ta là mỗi một người dân, chúng ta làm gì cũng vậy, chúng ta phải biết thượng tôn pháp luật, phải sống đúng theo chủ trương và chính sách của Đảng và nhà nước đề ra, của luật pháp Việt Nam mình phải thực thi như vậy. Khi mình thực thi một cách nghiêm chỉnh đúng như vậy thì những người lãnh đạo mới dễ dàng cho họ phục vụ đất nước để họ làm việc tốt hơn. Khi mình họ sẽ không có những cái bận bịu
ngồi đó phải giải quyết chuyện dân sự hoài. Các bạn thấy không? Khi mà mình ý thức được thì những người lãnh đạo họ đỡ bị điên đầu hơn. Họ có nhiều tâm trí để đặng mà họ suy nghĩ làm sao để đặng đối ngoại và đối nội, những cái chính sách ngoại giao làm sao cho nó tốt hơn để đem lại cái lợi ích kinh tế cho đất nước và xây dựng quốc phòng vững mạnh để bảo vệ lãnh thổ đất nước. Thì Lợi Minh ở đây chia sẻ với anh chị em các bạn như thế. Thôi thì cũng đã muộn ở Việt Nam. Hẹn chúc anh chị em các bạn nhiều may mắn và hạnh phúc. Thì có gì chiều bên Mỹ, sáng Việt Nam, Lợi Minh sẽ hẹn gặp anh chị em các bạn lại. Sẽ livestream phần 2 về vấn đề mà hạ tầng cơ sở. Tại vì hôm nay Lợi Minh đi thấy cái hạ tầng cơ sở nó bị hư hại rất là nhiều. Và người dân ở cái khu vực Lợi Minh ở đó, người ta bắt đầu mình phải tự sửa chữa lại. À, là chiều nay Lợi Minh sẽ livestream để chỉ cho để anh chị em các bạn thấy những cái mà xã hội Mỹ về hạ tầng cơ sở và trong nước nó như thế nào. Chào chào anh chị em các bạn lần nữa và xin chào với bye bye. Bye 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 bye. I love you guys all. Bye 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 bye.